Hi everybody, welcome back to my Toon Gameplay channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Toon Gameplay. Mình Chosri, tám thức game hôm nay là Toon Quest Horror 2. Chúng ta sẽ cùng đầu tiên mình vận cả pháo trong đầu nội dung này nhé. Bắt đầu với Secret này và cái cửa ra nhé. Sau đó dùng cho câu để cái cá sẽ có thể đi vào và mở nắp con cái cửa ra này. Tiếp tục với level tiếp theo này. This for fist. For suck. Okay. Okay, chỉ cần chú đang chờ cá và cũng như cá mập quậy. Có một tìm sự kiện trên chiếc tên hề này. Rất sợ. Now we're charging. Đây là thứ cũng chưa cần này. Cũng không cống quậy. À này, chắc xem một cái thật chậm quá này. Quên cái của đàn nào. À, mình nên tập một chiếc TV nào ạ. Chào các bạn đã xong 10 level của tên này. Mình sẽ xong tên tiếp theo nữa xong video này nhé. Đó chính là gì đây? Đó chính là Hello Neighbor. Let's go. Đó bắt đầu game trong tựa game này hả các bạn? We start from this point. Let's go. Tựa game này mới update lại bạn nên mọi thứ trông khá mượt hơn và đẹp hơn nữa. Cùng sang với phần đầu tiên này thì phần nhà của ta có gì thay đổi so với bản cập nhật trước các bạn? À, phòng bọc khá tương đương như này các bạn. Các bạn đã tập bóng. Đây bạn có bóng ấy, chui vào đây nào. Cần phải lốt khá lâu trong cập nhật mới này các bạn. Chúng ta đã phá được chiếc cửa sổ kính ở trên tầng 2, lầu 2 của ông bà. Còn lên đây nào. Tận dụng một chiếc tủ này để cho anh lên mái các bạn nhé. Sau đó nhảy qua bên này nào. Tôi sẽ đi vào đây các bạn. Bỏ bức tranh này xuống, bên sau bức tranh này cho em một chiếc lỗ các bạn. Không thay đổi để cho anh nhảy sang. Còn đây chính là chiếc chìa khóa tủ cho cái lấy này. Cho sử dụng chìa khóa này để mở chiếc cốp xe ô tô bạn nhé. Và đừng để ông ta phát hiện nào. Ok,
cho cần này xe thứ hai các bạn về đi. Ok, bỏ ra phía sau các bạn. Và sử dụng chân là chân để hút ra này. Một trong những dụng cụ mà chúng ta cần tặng là chân cho mắt chìa khóa này. Đấy là chúng ta nhau ra khỏi chiếc camera này các bạn. Đặt lại đó nào. Bắn nhảy ra rồi bạn, tôi sẽ đi vào trong. Để chiếc khóa ra, tôi lấy chiếc clay đi ra ngoài các bạn. Tôi thả con nóc vào đây này. Oh my god. Cần quay trở lại bên trong này. Tôi sử dụng chiếc thang này để leo lên nào. Mái nhà ông ta bạn nhé, từ trên mái nhà cho có thể đi xuống được lầu 2 các bạn, bởi vì trên mái nhà ông ta thủng chỗ này các bạn, đem vỡ nãy chiếc cửa sổ nào, đấy, chiếc cửa sổ đi nào các bạn, và đây chính là tầng hầm ông ta, một số tầng hầm ông ta, this way, hãy tiếp tục xem dưới đây có những gì nào. Nó có thể nhảy qua đây các bạn, bởi vì đây chỉ là bức tranh thôi. Cái này mình lấy đi cho chúng ta trong tầng hầm này nào. Ta không muốn mở tất cả những cánh cửa mà ông ta đang chặn bởi những chiếc ghế này đi các bạn. Đây là một đường đi ngắn hơn cho chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ này các bạn, một cách nhanh hơn các bạn nhé. Đó, chúng ta đã mở được một lối đi về vị trí bắt đầu rồi. Ta thử tắt cắt bằng ổ điện nào. Sau đó sang lối này các bạn. Và bật chiếc máy phát cấp điện cho cánh cửa cuối cùng một trang sẽ sử dụng vào năng lượng nào. Và quay trở về ngủ để tập bạn này. Chúng ta vừa cần bật lên tất cả những nguồn điện trong căn hầm này các bạn. Chúng ta đã mở được tất cả những cánh cửa sắt này rồi các bạn. Và thang này là cho có thể đi được đến cuối căn hầm này. Mở ra các bạn, open door, and the front door, we will open it by now. Khi chúng ta bước vào cánh cửa này thì cũng là lúc chúng ta có thể tìm thấy thứ ra ở dưới tầng hầm này các bạn. Where to run away right now, chắc không phải chạy tới thoát ở đây ngay tức ạ. Một khóa đen chúng ta là cái cửa, ví dụ ta khóa 3 khóa này. Chắc là cho chị bắt về rồi. Và đã biến thành tầng phần 2 cho lần sau khám phá tiếp các bạn nhé. Để chuyển sang tầng thứ 3 nào. Catwalk Building. Let's play right now. Press up for slowly đây. Đây là một vài ạ. Cái này phải giữ ấn này. Một đôi bút cao các bạn. Một chân bút đen này. Sao cái đây là cao điểm chúng ta các bạn nhỉ? À, sao cao điểm không các bạn? Ui, ui, hãy subscribe.
speed up ạ. Chạy cho continue. Vẫn cả bếp. Còn nó bạn. Còn nó chúng ta nè. Đây là gì bạn? Lông mày. Mình sẽ sử dụng lông mày lâu nữa. Còn một chiếc bút cọc. Ok, làm hơn rồi bạn. Để dùng sống một show fashion được bạn. 145 chúng ta làm cho các điểm hơn được ạ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, anh chỉ thắng vậy. Police. Police. Trang phục cảnh sát à? Chứ nó có điện được ạ. Qua được champion, qua được người chiến thắng bạn. Qua lên vị trí khá cao rồi bạn. Còn mọi người chuyển qua tự nhiên tiếp theo nào. Paper Fall. Ok. Tiếp tục nào bạn. Một chút anh đôi nốt. Ok. Tiếp tục được ạ. Cứ từ ngược chiều kim đồng hồ mình nghĩ là thế gọi. No. Khá đơn giản ạ. Ok. Hai bên trước ạ. No. Ok, chắc đã hoàn thành 3 level của cooking gọi. Các mọi người chẳng qua tự nhiên tiếp theo trong video này nào. Đã chẳng Subway Surfers Run. Thì sao có gì mới lên trong trò chơi này nào bạn. Zombie Watch, let's go. Thì sao cho ai lợi bao nhiêu vàng mình được cái chữ. Có ai thấy hôm nay là gì bạn em. Sao cho có đủ may mắn để hoàn thành nhiệm vụ 10 lần nữa không ạ? 10 chiếc khiên nằm
tiếp đến một thứ nào. Hover xem được chúng ta làm này vậy. Bắt đầu mình sẽ hát. Đây. Nó bỏ không có chiếc kia này. Cả 3 chiếc cái rồi. Chết rồi bạn. 30 lần rồi. Cái phần gì đó mua đầu tiên trong ngắn ở trường hợp này các bạn. Phần thứ hai cân được cho mình chơi cái này vậy. Oh my god, người ta cũng chuyển sang chuyến tàu tiếp theo này. À, mũ chiếc kia hết. Chiếc kia hết. Mình đã qua free hàng này này. 4 tiếng một lần vậy. Mình sẽ chuyển sang tiếp theo này. Make over run. Cô gái xinh nhất các bạn, được cho trai này để đi tới gọi nhé. Con Red. Tiếp tục nào. Wow. Wow. Mình sẽ áo màu đỏ thế này nào các bạn. Wow. Hết cho cường về chỗ nào này muốn mình luôn một chiếc váy mới các. Wow. Wow, so beautiful. Bắt đầu nào các. Wow. Chúng ta đã thay đổi dần diện mạo của nhân vật này các. Wow. À, cái sách bạn cũng tưởng thành một son rồi. Ok.
Play screen. Challenge. Cũng chơi được vào tại game này nè các bạn. It's amazing. Oh my god, so long. Ui, là 60 rồi các bạn. 60 thì cường rồi, tiếp tục rồi. Bao nhiêu mình nghĩ là 5 năm các bạn. Chuẩn luôn các bạn. Mình sẽ gọi cho phát triển tiếp theo nữa trong video ngày này. Đó chính là Brick Face, tên em cuối cùng trong video ngày hôm nay các bạn. Thiếu một chút nữa các bạn. Ok, cho về đích nào. Rồi với thuê.
Không cần nữa, no thanks. Tiếp tục với level tiếp theo nào. Chơi là bạn Discord. Ok, chào thành công bạn, có victory. Và đây cũng là tựa game cuối cùng trong video này, muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong chương trình gameplay mình nhé. Thank you so much, and see you soon, and goodbye.